Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video clip mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình airdrop nhận 10 triệu token có ký hiệu là DOT NFT. Đây là dự án của nước tạo các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần lấy phần link mô tả dưới video. Mình mở Telegram ra, bấm nút join airdrop này các bạn. Sau khi join airdrop xong thì các bạn mở địa chỉ trên ví MetaMask của mình ra, các bạn lấy địa chỉ ví Hubie của Gen nghe các bạn. Mình cố gắng làm cái video này dài hơn 1 phút nghe các bạn. Nếu mà mình làm không tới 1 phút thì nó không biết. Rồi các bạn bấm mạng Hubie của Gen, các bạn bấm nút nhận nha các bạn, rồi bạn sao chép nè. Rồi các bạn trở về con bot hồi nãy nè các bạn. Các bạn gửi cho nó nha các bạn. Rồi các bạn lưu ý, sau cỡ khoảng 10 phút, 15 phút gì đó, các bạn dạo sang Hubi EcoChain, Hubi Scan, các bạn check coi tôi cần có về không các bạn. Nếu mà không về thì chương trình airdrop nó end thôi các bạn. Thường thường là cỡ khoảng nửa tiếng tới 1 tiếng là nó phân phối tôi cần các bạn. Ok, vậy là video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình airdrop nhận 10 triệu token DOT NFT nên kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.